Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả hàng bảo Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho bảo các bạn nha Kênh chuyện ma tác giả hàng bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều Trong buổi kể chuyện hôm nay chúng ta sẽ ngục cùng nghe qua câu chuyện của bác Hai Nhiều Thì trước khi bắt đầu câu chuyện á Bác Hai Nhiều cũng muốn chia sẻ rằng à, bác rất là cảm ơn à, một người cha, cha ruột của bác. À, người đã tảo tần à, xương gió và cực khổ không biết bao nhiêu năm à, để chăm sóc cho gia đình. À, bác rất cảm ơn à, vì à, ông trời đã cho bác một người cha à, tuyệt vời. Rồi. Thì à, tại sao bác lại muốn chia sẻ trước như vậy? Thì chúng ta cùng nghe câu chuyện để biết lý do. Câu chuyện này thì xảy ra cũng uh, lâu rồi. Uh, bác Hai á thì uh, năm nay bác đã 52 tuổi rồi các bạn. Và câu chuyện nó xảy ra khi bác mới có 17 18 tuổi thôi. Thì uh, lúc đó đó trong nhà của bác Hai nhiều thì có bốn thành viên. Bao gồm là ông bà tư của rồi uh, bác Hai nhiều là con trai lớn rồi bác út là người em duy nhất thì lúc đó đó hai anh em cách nhau chỉ có một tuổi thôi nhưng mà do hồi nhỏ đó các bạn thì bác út nó kiểu giống như, như bác bị bệnh ôm yếu lắm và không thể nào đi mặn mụn để phụ giúp gia đình bà tư thì làm những cái việc làm thuê làm mướn ở trong xóm thành ra là bác hai phải ở nhà để mà giữ em vì lý do đó mà không thể nào đỡ đằng được tiếp với cha mẹ của mình còn nói về bác ông hai ông 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 tư của đó là ba ruột của bác Hai. Thì lúc đó tuy là nhà gia cảnh nghèo khó các bạn, nhưng mà ông luôn á rất là vui tươi. Ông đi màng cực khổ bao nhiêu bên ngoài á, nhưng mà về tới nhà rồi là ông vẫn vui vẻ và chăm sóc cho bác Út nói chuyện văn dạy bác Hai từ ly từ tí luôn. Nhưng mà khi mà cuộc đời của con người rồi á đã đến một cái giai đoạn khó khăn thì hết chuyện này đến chuyện khác cái chuyện mà ông tư ông đi màng ông làm việc gì các bạn ngoài làm thuê làm mướn ra thì ban đêm ban hôm ông phải lủi thủi trong đồng trong bái trong những cái điểm mà um tùm cây cỏ nào, 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 nào lợi gần chờ mã đồ các kiểu đi xuyên đêm để làm một cái việc là đi bắt lúc đó đi làm nghề chụp chim á các bạn chim mà đang ngủ ở trên ban đêm ban hôm á nó ngủ trên những cây cối um tùm này nọ nè chim rắn cò rồi đó thì bác có cái đầu chụp bác đi một là móc vào chân hai là bác chụp ở trên rồi rung cây con chim nó nó giật mình nó sẽ bay lên nó chụp vô trong đó thì tùy theo loại thôi nói mà làm cái việc của ông tư kể như là phải tiếp xúc thường xuyên mà thời điểm đó là những cái hồn ma ma ở đó nó nhiều lắm đó thì ông đi làm như vậy ông về nhà bác hai nhớ là lúc đó chỉ nghe là ông đem về bữa nào nhiều á thì ông uh, nói là con ơi ngày mai um, bán cái này là có tiền mua gạo có tiền nhờ mua này kia cho hai đứa chơi hay là này kia cho hai đứa ăn chứ chưa bao giờ nghe ông than thở là đi màng nó cực khổ làm sao các bạn thì lúc đó đó Ông Tư thật ra mà nói ông cũng không phải là một người quá gan Nhưng mà do vì gia đình, vì vợ, vì con Ông len lũi trong đêm để mà đi làm những cái việc đó Ông phải đè nén cái nỗi sợ cực kỳ luôn Lúc ban đầu á, thì chỉ là bắt vòng vòng trong sớm thôi Nó còn đỡ bởi vì dẫu sao là mình cái sớm của mình mà Mình đi tới đi lui hoài mình biết cái địa điểm nào mình lẳng mình tránh Mình biết địa điểm nào mình không nên tới Nhưng mà dần dần á, thì đâu còn nhiều để cho ông bắt ở trong xóm buộc lòng ông phải đi qua những cái xóm khác rồi dần dần ông đi xa nhà thì cái lần đó đó ông đi vào một cái địa điểm mà chỗ này thì nó kiểu cây cối nó còn dữ dằn lắm mà ban ngày ông đi ông dọ đường đó nha ông dọ ông coi coi có chim có rắn này nọ không để mà tối ông đi á thì ông thấy rất là nhiều À, cái ông về ông mới nói với lại bà Tư Ông nói là bữa nay ông đi là 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 à, sáng à, bữa sau mới về. Đó thì đến khoảng giờ trưa ông đi, ông đi vô trong đó rồi ông cũng ăn uống gói ghém à, xong rồi cái ông dọ hướng dọ đường cho nó kỹ. Rồi sau đó tối đó ông mới đi mà làm cái việc này các bạn cũng không có đi hỏi thăm người ta rõ ràng rành mạch như là cái việc làm ở dân câu thả lưới ví dụ mình nhân câu thả lưới mình đi tới chỗ đó mình hỏi người ta ở ờ, chỗ đó điểm đó điểm đó điểm đó như vậy còn về cái này á là mình đi cứ chỗ nào mình thấy là ít người qua lại thì chỗ đó đó chim cò hay là rắn á nó sẽ trú ngụ mình vô đó mình làm thôi bởi vậy thường ở chỗ ông đi là không có bóng người các bạn thì cái lần đó mới đi vô trong một cái chỗ này thì giống như một cái đám cây mà cây chỗ này có thể là Uh, lâu năm không may đụng chạm về tới sao mà cây nó lớn lớn không à cây cồng cây gáo hay là mấy cây nói chung là những cây bình thường thôi nhưng mà nó rất là lớn ông mới đi vô đi vô thì ông mới cầm cái đèn ông soi lên các bạn ông soi lên trên vậy ông mới gặp là cũng khá là nhiều nha thì ông mới mừng quá đi lúc đó thì mặc dù là đè nén cái nỗi sợ nhưng mà cái cảm giác nó cứ rợn 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 nó lạnh người con cái vô trong đây được gặp quá xá rồi chim cò gì nó ở trên đó là theo như kinh nghiệm của ông ông nói là nó nó tụ trên đó nhiều cái ông mừng ông mới đi lại cái, cái cái cái, cây á ông nhắm hướng để ông leo lên ông mới chập chững chập chững chưa được leo lên tới trên nữa thì lúc đó ông lại nghe một cái âm thanh nó phát ra là giống như là cái tiếng nói á mày ở đâu lại đây mày phá tao vậy nghe rõ ràng cái tiếng nói đó cái ông tư ông mới giật mình ông quay mặt qua ông dòm tại nó phát ra ở phía sau ông quay ra ông dòm thì ông thấy phía xa xa ổng á là có một cái bóng người đang đứng mà cái đèn của ông thì không biết là làm sao mà tự nhiên lúc đó nó tắt mà mắt của các bạn á khi đã quen với cái ánh sáng giỏi đèn rồi đột ngột nó biến mất cái ánh sáng đó thì con mắt của bạn nó sẽ chưa à, nó chưa có tiếp nhận được cái bóng đêm đâu nó chưa quen đâu cho nên là ông tư ông dòm không có rõ, ông phải nhắm mắt lại một hồi khoảng chừng 30 mươi giây, ấy, ông mới mở mắt ra. thì lúc đó ông vẫn thấy là ở phía xa xa ông cách độ khoảng ba bốn chục thước có một bóng đang đứng. lúc đó là ông tư ông giật mình ông sợ các bạn. bởi vì như đã biết ông tư ông đâu phải là cái người mà cực kỳ gan dạ đâu. con cái là ông đi làm cái nghề này cũng hơi lâu lâu thành ra nó có một cái có ít là là là, là nó tự rèn cho ông được một cái, cái cái lá gan hơn hơn người bình thường chút xíu thôi. Giờ nửa đêm nửa hôm là cái chỗ này ông đã dọ kỹ rồi Gần như là chẳng có thể nào người nào mà đi vô đây làm cái gì chứ Bây giờ nếu như mà nửa chừng có cái sự xuất hiện của một người đó Đang đứng đó thì cùng lắm là cái người cùng nghề thôi Mà cái chỗ này nhầm khi người ta người ta xí trước Người ta ở gần đây Thì có thể là người ta la mình, người ta không cho mình vô bắt Cố gắng suy nghĩ như vậy nhưng trong đầu của ông Tư vẫn suy nghĩ rằng có lẽ đó là một cái hồng ma nhưng mà ông cố gắng ông đuổi cái ý nghĩ đó đi ông mới nói ông trả lời lại ông nói là Ủa chú ơi sao mà 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 tôi không được bắt ở đây thì vừa nói dứt tiếng á cái người đó đó các bạn từ đứng một cái vị trí bình thường đang dòm ông Tư thì đột ngột á ông leo kêu bằng thân thắt thân thắt lên một cái cây mà leo cái kiểu giống như là bằng bốn chi vậy đó hai tay hai chân lê bò lên bò một dế, dế lên trên đó lên tới trên đó rồi thì đưa ra hai con mắt ta nói gian như hai cái đốm lửa mà giờ mỏng thì ông biết là ma quỷ gì rồi ông mới quay đầu ông chạy ra ngoài à, ông chạy cà quăng 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 ở trong đó mà nó dắt ông sao các bạn nó dắt ông hoài dắt ông hoài là ông không thể nào mà ông bước ra khỏi cái khu vực cái vườn này ông cứ chạy xà quăng tới chừng mệt thì ông dựa vô cái gốc cây ông nằm ông nghỉ Chứ ông chạy hết nổi rồi Mà ông không thể nào ông đi ra khỏi cái chỗ này Lúc đó ông nghĩ ông chết rồi các bạn Ông Tư ông nghĩ ông chết rồi Ông bị ma quỷ đồ nó dắt ông chết rồi Ông cứ ngồi lụi lụi thủi lụi thủi trong đó đó Đi thì đi không được mà la la không nổi Mà dù cho ông có la nổi thì lúc đó có ai đâu mà nghe Cứ như vậy mà đến khi khoảng chừng là trời mà nó sáng rồi đó Thì ông Tư vẫn nghĩ là mình chết chứ không có sống Tại vì lúc đó ông cảm giác cái người ông nó tê người hết trơn Nó không có còn cái sức lực gì để mà nó đứng dậy hết Bây giờ mà không có ma quỷ nội mình ngồi trong đây không ai hay mình cũng chết Ông nghĩ ông trúng gió hay là là này nọ nó dữ lắm các bạn Thì cuối cùng á Cái số con người đi Rồi lúc đó buổi sáng sớm mà cái đó ngay là ngay cái mùa lúa đó Có mấy cái anh mà đi sớm để đi vô đồng bắt chuột Mà hồi trước là nhà người ta hay nuôi chó lắm thì cái nhóm người này đâu khoảng 4 người á họ đi bắt chuột họ dắt theo đó là ba bốn con chó lần thì trong số ba bốn con chó đó có một con nó đi tới đó nó khựng nó dòm vô mà nó cần gừ 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 chứ nó không có, có đi nữa thì cái nhóm mấy cái anh này tưởng là nó gặp con rắn con gì ở trong cái chỗ này á họ mới dòm 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 vô thì cuối cùng họ dòm cho kỹ á thì có một người mới thấy là ông tư đang ngồi ở phía trong nhưng mà do mấy người này là lạ cho nên là ông không biết ông tư là ai con cái tự nhiên gặp ngồi phía trong mà ngồi theo kiểu là ngắt xỉu vậy đó ban đầu họ cũng sợ nha tại vì trời đó chỉ mới có hừng sáng à, à nhưng do là là bốn à, người này thì kiểu cũng gan rồi dòm kỹ và bốn người đều thấy y như nhau thì họ mới sợ rằng có một cái người nào đó à, ngắt xỉu trong đó họ mới chạy vô thì may mắn nhờ có con chó và những cái người đi bắt chuột này nè là mới đưa được ông tư đi ra đưa ông đi ra rồi ra tới ngoài mà mọi người mới nói chuyện một hồi á nghe thì ông tư mới cảm nhận là mình còn sống đó chứ lúc đó ông tư tưởng ông chết rồi. Cái lúc ban đầu người ta hỏi ông ở đâu ở đâu nọ trả lời đâu có được đâu. Phải một lúc lâu sau á người này người kia đi ngang rồi người ta ghé lại người ta hỏi thăm. À, nhằm khi đông người quá là cái dương khí nó bu quanh xung quanh ông tư đó, nó đậm quá đi. Thì nó xua đi mấy cái âm khí. Rồi về mặt trời rồi nó cũng ló rạng rồi đó. Thì ông tư ông mới kể lại là ông nói tối hôm hôm tôi đi tôi thấy vậy 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 đó thì cái vị trí mà ông tư ông kể á, người ta biết được là nó nằm sâu bên trong có nghĩa là ông tư vì một cái lý do nào đó bị ma dắt hay quỷ đưa đường gì không biết mà ông đi giờ quanh quẩn quanh quẩn trong đó rồi đến khi mà ông đi ra tới cái vị trí tầm nhìn của mọi người đi ngoài cái đường lộ dòm vô thấy á là ông đã kiệt sức rồi ông không thể nào đi ra khỏi được thì cũng may à, cái mấy người này mới nói á sao mà 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 chú ở xa chú đi tới đây tôi chú chú làm mấy cái việc này á, mà chú không hỏi cho kỹ mà cái nghề của ông tư hỏi sao hỏi kỹ được các bạn thì người ta ban đầu người ta hỏi nhưng ta nóng ruột người ta nói vậy thôi nhưng mà sau đó là người ta cũng nói là cái trong cái chỗ này nè thường là không ai dám đi vô trong đó chứ có người còn kể là ban đêm ban hôm á, mà trời sập tối á nha nhằm khi trời chuyển mưa chuẩn bị chạy về á thì người ta chạy về hai ba người đã chạy về gì nè thì cái người chạy sau cùng á là thấy có một cái người đứng kêu nói ai ai trời mưa rồi chỗ đây nè chỗ đây đục nè nó đứng trong đó kêu vô đục thì cái người này cái người đi cuối này nè họ mới quay vô đó họ dòm họ dòm thì họ thấy là 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 một người nào đó đang có một cái 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 nhà mà đèn dầu le lối ở trong nó che mắt đó, nó làm cho thấy như vậy đó nhưng mà cái ông này thì cái dạng như ông cái mạng cũng lớn đi rồi tuy là ông chạy sao nhưng mà ông dòm thì ông không biết tại vì ông, 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 giống như là cái con đường đi quen rồi con đường lộ này ông đi quen rồi ông mới la lên thì mấy người kia mới sừng lại đến khi mấy người kia sừng là hỏi cái gì thì chỉ vô trong đó là mất tiêu rồi nó làm tới mức độ như vậy luôn đó cho nên là bà con mới khuyên ông tư là thôi bây giờ á chỗ này ông đừng có tới ông bắt mấy cái này nữa trong đó dễ gì mà ai vô trong đó mà mà mà, mà yên ổn với nó nó nhát nó làm dữ lắm đó thì cái ông ông tư mới nghe rồi đến trưa bữa đó thì bà con nói chung người ta cũng thấy cái hoàn cảnh của ông tư người ta cũng thương đó thì người mới hùng lại một ít một ít thì cho ông tư một ít tiền ban đầu thì ông tư không nhận nhưng mà ông nghĩ bây giờ là ông thấy trong người ông mệt dữ lắm rồi kiểu giống như là ông nói là thế nào ông về cũng bệnh hoạn mà thường thường gặp ma gặp quỷ nhị rồi á nó hành cho bệnh rồi cúng kiến này nọ mới hết mà bây giờ nhà mình á gạo không có ăn bà con ở đây cho thôi nhận rồi sau đó rồi lỡ mai mình có làm được cái gì mình có tiền á thì mình sẽ đi đến Rồi mình tặng quà lại cho bà con sau Cái okay, ông Tư mới nhận cái đó đi Người ta mới đưa ông một đoạn đường Rồi sau đó ông mới đi về Ông về được tới nhà rồi Thì cái đêm đó là đêm qua đêm sau Ông không kể gia đình nghe Ông chỉ kể một mình bà Tư nghe thôi các bạn Tại vì là hai vợ chồng nói với nhau thôi Không kể cho con cái sợ nó lo Cái okay, ông mới đưa ra cái số tiền Cho bà Tư này nọ coi đó mà các bạn tin ha từ cái chỗ đó nghe mà về tới nhà của ông tư là bỏ lâu là cách bộ đâu cỡ chừng là năm sáu cây số đó các bạn vậy mà cái dông nó theo tới nhà luôn nó theo ông tới nhà luôn ông mới kể cho bà tư nghe xong xuôi đâu đó rồi à trong người ông yếu yếu cho nên là ông muốn là đi nghỉ sớm bà tư thì kêu bằng khóc tội cho chồng phải làm lũi trong đêm đó rồi gặp mấy cái cảnh vậy đó mà bây giờ nếu mà kêu mà chồng mình nghỉ không làm cái nghề đó không biết làm cái gì khác thì cũng cố gắng à, tự an ủi nhau thôi bây giờ đi mấy cái chỗ gần gần thôi được nhiêu ăn nhiêu. Còn cái chỗ xa thì thôi đừng có đi nữa. Cái ông Tư với bà Tư mới đi vô trong cái buồn ngủ đi. Mà ta nói ngộ lắm các bạn, ông đi về rồi đó, ông bị cỡ đó đó. Mà khi mà ông bước vô trong nhà rồi ông nói chuyện với lại chú à, ba bác, bác hai với bác út á. Là ông vui tươi ông cười, ông nói chuyện nhưng không có chuyện gì xảy ra đó rồi ông còn mua cái này cái kia đem về đồ ăn ngon này nọ là ông nhường cho cho cho, bác hai bác bác út hết trơn à đó thì đến khuya đêm đó đó nghe ông ngủ rồi ông đang ngủ rất là ngon bởi vì do một ngày mệt nhọc ở ngoài mới nghe cái tiếng gõ cửa gõ cụp cụp vậy đó cái ông tư mới tưởng là một người nào đó trong sớm các bạn bởi vì lúc đó là tâm trí mới vừa xảy ra cái việc đó rồi ổng cái đầu óc của ổng nó cũng hơi bị mơ hồ Vậy đang ngủ nữa Cho nên là ông quên Với lại ông không nghĩ là cái dòng hồn đó nó lại tới nhà mà nó 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 nó, nó, nó kiếm ông như vậy Cái ông mới ra ông mở cửa đi Ông ra ông mở cửa thì ông không thấy người Tới khi mà ông chuẩn bị đi vô á Thì có một cái người đứng ở ngoài cái cái hàng rào mà kêu ông Ê Mày ra đây coi Mày ra đây coi Nghe cái giọng kêu như vậy thì lúc đó theo cái chuyện như, như quán tính thôi Ông, ông, ông tư thấy vậy cái ông bước ra ngoài xăng ông bước ra ngoài xăng ông dòm ông dòm thì ông thấy là cái bóng hình này á nó đen thù lùi à mà dòm cái, cái kiểu giống như là cũng không có giống người người gì mà cao nghèo ngào mà đứng kêu bằng hàng rào mà đứng mớ ngang lăng quần nó cao vậy đó các bạn thì nó mới nói với ông về nó nói là à, sao mấy à, mày tiền mày không cúng tao là nó nói là ý là nói là bà con cho tiền Để biết hết đó. là sao mà lấy tiền về đây mà không cúng cho nó thì vừa nói tới đó là nó làm ra hai con mắt của nó như hai cục lửa đó các bạn ông tư ông gặp ông quán hồn ông chạy vô ông chạy vô thì nó nhào tới nó chụp cái chân ông nhà tới nó chụp chân ông như nào thì cái lúc đó là cái miệng ông tư ông đớ khẩu rồi cái tay ông còn chụp lại được hơn ông chụp vô cái cột cái cột cái nhà đó cái ông mới dướng 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 cái người ông thì từ từ ông mới gồng 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 mà ông cảm giác nó lôi ông phía sau ông nha ông gồng gồng gồng, ông lết, lết lết được vô trong cái cửa thì ông mới đẩy cái cái cửa nãy ông chưa có đóng đâu, đó. đẩy nhẹ ra ông, ông vô, ông vô mà lúc đó mà bác hai với bác út ngủ mà không hay luôn các bạn. Còn ông tư thì ông cứ đóng 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 cái cửa là ông chui lên trên cái giường của hai đứa con ông nằm. Lúc đó là là, là ông chỉ nghĩ là bây giờ mình quỷ nó tới là mình phải mình phải ở với con mình này nọ, nhầm khi nó, nó 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 hại con mình, ông chỉ nghĩ trong đầu như vậy thôi nhưng mà không biết sao lạ ông nghĩ tới cái điều đó rồi thì ông lên trên giường á mặc dù nó cũng đi vòng 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 ở ngoài ông thấy hết trơn á ta nói ông ở trong đây mà nó có đi vòng vòng ngoài lâu lâu cái nó 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 hư hư hư, hư nghe nó đi mà hồi nó đi lâu lâu cái nó xuất hiện nó đi nhưng mà nó không có qua nó cào cái vách nó không qua cào cái vách cả nhà bởi vì lúc đó vách nhà của ông tư á, là là ông chồng mấy cái 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 cái, cái, cái dâu đó các bạn trồng cây dâu để mà đó ai chỉ ông cái bài thuốc gì mà lấy mấy cây dâu đó rồi 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 uh, chặt rồi, rồi, rồi đem phơi này nấu thuốc cho con không á bởi giờ ông trồng sẵn thì có thể là vì cái lý do mà mà, mà cái nhánh 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 dâu này nọ nè thì ma quỷ nó lại gần không được thành ra là nó không qua nó cào dắt ông được cái ông thấy là lâu lâu cái nó hiện lâu cái nó hiện vậy nha ông mới kháng thầm trong đầu ông nói thôi bây giờ tôi mới về tôi mệt quá tôi làm không có cúng kiến gì được bây giờ á ngày mai á tối ngày mai tôi cúng cho tôi cúng ngay chỗ này rồi dông lấy vô dông đi về dông đừng có theo tôi nữa đừng có phá tôi nữa để tôi có sức khỏe ngày mai tôi còn đi mua đồ tôi giờ tôi cúng thì khi mà ông khắn cái điều đó rồi đó lúc đó nó mới đi đó nó mới không hiện hình ra nữa cái sáng á ông mới nói nhỏ với bà bà tư là đêm qua ông trải qua cái việc như vậy thì lúc này ông tư cũng bệnh rồi cả đêm ở trong đó rồi 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 ra tới nhà mà ám mảnh tâm trí ông như vậy á ông chịu không nổi ông bệnh thì khi mà ông bệnh bệnh nhưng mà vẫn đi ra ngoài mua đồ các bạn mua đồ để tối đó cúng tối đó ông cũng ráng ông bước ra ông cúng nhưng mà do là hai vợ chồng sợ á mà một mặt lại giấu bác bác hai với bác út nữa không có cho biết tại vì khi biết rồi cái sợ sệt này nọ không nên cái ông bà tư mới kêu là hai đứa con đi vô trong buồng ngủ đi bữa nay tía với má ngủ ngoài à, coi đồ cúng rồi xong rồi đem vô hỏi cúng cái gì thì chỉ nói là cúng giống như là cúng tổ tiên này nó cúng cúng theo lệ vậy đó tối đêm đó ông bà tư mới nằm ở bên ngoài nhưng mà không có ngủ để coi coi là cái vong đó nó có về nó, nó ăn hay không thì đem ra cúng vẫn để ở ngoài ngay cái vị trí mà tối đêm uh, hôm á nó đã về nó đứng á các bạn để ngoài đó cũng gian dái đàng hoàng hết nha xong cái hai ông bà mới nằm ở trong đây dòm ra thì cố ý cố ý là để cái đèn cho nó gần 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 vô cho dòm ra tới thấy tới cái chỗ mà mà mình cúng với trên cái bàn cúng á thì nó không có cái đèn đèn đâu khỏi chừng 11 giờ nha vẫn chưa thấy gì hết trơn á nhưng mà ông Tư thật ra mà nói nằm trong nhà cũng sợ Bà Tư cũng sợ Nhưng mà chẳng ai dám ngủ cả Cái độ khoảng chừng là một tiếng mấy nữa 12 giờ mấy gần 1 giờ các bạn Thì nó lợi nó ăn các bạn Cái bóng nó màu đen nha Mà nó cao liêu khiêu vậy đó nó chập chờn chập chờn chập chờn ở chỗ đó thì lúc đó là ông tư ông biết rồi ông biết nó dời nó ăn rồi chứ không phải là như kiểu là thấy nó bóc đồ ăn nó ăn này nọ thì không phải thấy nó quờn qua nó quờn lại cái chỗ đó mà nó cuối 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 người ở nghe là kiểu giống như nó đang ăn á các bạn cái ông tư mới khiêu bà tư ông nói nhỏ ông nói ấy... em 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 ơi em giờ mình coi 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 có không chứ sao anh thấy nó nó nó, nó lần quẩn lần quẩn chỗ đó kìa bà tư bà dòm da thì bà không thấy mà duy nhất một mình ông tư ông thấy ông thấy nghe ông đang dòm ông đang cố gắng chỉ cho bà tư nhưng mà ông đâu có dám mà đưa ngón tay chỉ thắng ông nói là ừ, cái chỗ cái bàn á ở bên trái của cái bàn á nó, nó không một hầm xuống kìa bóng đen 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 kìa em thấy không thì đang nói như vậy bà tư cũng dòm mà đâu có thấy gì đâu thì ở ngoài kia các bạn nó quay mặt rồi nó dòm không cái mặt của nó thì cũng dòm là không có rõ chỉ thấy là giống như là hai cái đốm lửa như hai con mắt thôi thì nó quay qua nó dầm ở một cái ông giật mình ông đớ người luôn ông không dám nói tiếng nào nữa hết bà Tư mới nói em không có thấy đâu có thấy đâu bà hỏi cái gì hỏi ông Tư cũng chỉ còn biết là lấy cái tay bấm vô cái tay của bà Tư để cho bà Tư đừng có hỏi nữa à, thì xong đâu đó rồi chút xíu cái bắt đầu cái nó đi các bạn nó đi nha thì ông Tư ông nằm hồi ông mệt quá mệt cái ông mới nằm ngủ ông nằm ngủ thì ông mới thấy là cái vía của ông á là đi vô cái chỗ mà 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 mà, mà, mà. À, đầu tiên ông thấy cái dòng á vô tới trong đó luôn thì đó nói tao ăn rồi đó tao uh, tha cho mày đó mai mốt mày mà còn đi vô đây nữa là tao văn họng mày đó nghe mày nghe mày thì nói cái ông tự ông sợ quá ông chạy ông chạy ông giật mình thức dậy nhưng mà ông cũng bệnh hai ba ngày mới hết nha các bạn à, thời điểm cỡ chừng là năm sáu ngày sau á thì bà tư là không có cho ông tư đi mà bằng đêm à, chỉ là ban ngày đi bằng thuê bằng mướn ở trong sớm à, vậy thôi cái lần đó thì ông bắt út á bởi ta nói cái giống như là trong cái lúc mà mình à, à, gặp cái hoạn nạn á thì cái xuôi nó hay đưa đẩy tới cái này cái kia lắm các bạn Bác út ông lại bệnh mà bệnh rồi á thì lại là, là không có đủ tiền tiền ăn uống là nó không đủ rồi mà bây giờ lại thêm bệnh nữa nó chở bệnh á thì ông tư mới nghĩ là bây giờ mượn á thì mình cũng đã mượn nhiều chỗ rồi à, do là lúc trước nhờ có đi ban đêm ban hôm vậy mà có một ít tiền à, mỗi khi thằng út nó bệnh á thì còn lo được còn bây giờ thì không có lo, lo lo được cho nó, không lẽ đi đi mượn hàng sớm hoài? thì ông mới bàn với bà Tư ông nói thôi bây giờ em đi qua bên đó em mượn của người đó người đó anh vậy, để cho anh đi chỗ khác đi, anh làm tiếp chứ bây giờ như vậy là, là không có được em ơi, tiền bạc nữa đâu mà mình lo cho con, thì nói quá nói đi, cái bà Tư bà mới nói như vậy nè, bà nói vậy thôi bây giờ nếu mà vậy thì để à, à, tối á, hai vợ chồng mình đi bà tư đội đi theo còn ông tư ông thương vợ ông biết là bà ban ngày màn cũng rất là vất vả rồi à, với, với trái cháy lại nữa là bác út cũng bệnh còn bác hai á, dẫu sao cũng còn nhỏ tuổi sợ là không có đảm đang được phải để cho bà tư ở nhà lỡ như uh, nửa đêm nửa hôm á, mà bác út có bị cái gì rồi còn có bà tư thì ông mới an tâm ông đi màn được cuối cùng ông lại vì gia đình vì con cái mà tiếp tục mưu sinh trong cái cảnh đáng sợ nữa các bạn ông đi mặn vậy được đâu hai ngày cũng yên cái chỗ đó cũng vẫn y là cái chỗ đó cái chỗ ở cách cái xóm ông độ khoảng cây số à đó. thì ông tới ông làm cũng đỡ đi thì bệnh hoạn của bắc úc cũng đỡ đỡ lại thì ông nghĩ là là, là là mấy ngày nay rồi đâu có sao đâu ông tiếp tục đi nhưng mà thật ra là cái số của ông á, Kiểu mà nó giống như nó, 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 nó có duyên âm vậy đó các bạn Rất là dễ gặp những cái hồn ma mà thay vì cái hồi trước á, Thì ông chưa gặp cái dông nào dữ Giống như là một cái quyền bí tâm linh gì đó Mà giống như là một cánh cửa đi Cánh cửa của ông là ông có cái duyên âm đi Mà mà có cánh cửa nó lờ mờ nó che lại Mà bây giờ gặp cái dông kia nó, nó phá cánh cửa đó vậy đó Cho nên là ông mới ra ông gặp rất là nhiều Thì cái lần đó ông cũng đi vô chỗ đó bữa đó thì đang bắt như vậy á cũng được kha khá rồi ông tính là bắt thêm ít con nữa là ông về thì ngay cái lúc đó thì trời mới đầu chuyển mưa mới gió hì, hì hì vậy đó thì ông mới kiếm chỗ ông núp các bạn ông kiếm chỗ ông núp thì ông mới gặp ở phía xa xa phía trước á là có cái gì đó nó trắng trắng nó giống như kiểu là một cái căn nhà mà mà nhà theo kiểu là nhà mà hồi xưa nó cắt nhà ngói á thì ông thấy là cái này nó cũng cầm cặp, cặp uh, gần đường tại vì nếu mà tính cái vị trí chỗ cái, cái cái nhà đó đó các bạn mà dài ra ngoài đường là chỉ khoảng chừng trăm thước thôi thấy như vậy ông mới đi lại ông đi lại thì ông mới gặp là một cái hàng rào nhưng mà không có đóng cửa thì hai bên trồng tre tre mà cái loại tre trúc đó các bạn loại tre mà nó không có lớn á nó nằm hai bên vậy nè thì đi vô là ông thấy vô trong đó đó tới chừng mà ông đi gần vô rồi thì ông mới phát hiện đó là cái nhà màu thì có lẽ đó là một cái nhà mồ của một cái người nào rất là giàu có ở đây Cho nên là mới trồng theo kiểu như vậy Thời điểm đó mà cái nhà mồ này á các bạn Kêu bằng có làm hàng rào ở ngoài nha Rồi che trồng hai bên ở giữa là cái đường đi Là đi thẳng vô cái nhà mồ Mà cái nhà mồ này chỉ có duy nhất một cái mộ thôi con cái là che lên trên đồ á Kêu bằng là, là rất là, 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 là kính đáo luôn mà trời thì bắt đầu đổ mưa ông tư ổng gặp nhà mồ cũng ớn rồi rợn tóc gái rồi nhưng mà ông suy nghĩ dẫu sao thì nó cũng gần đường nó chỉ cách đường khoảng 100 thước thôi à, với lại á à, ra à, tới ngoài đó là có nhà rồi bây giờ mà mình từ đây mình chạy ra ngoài đó mà giữa khuya như vậy á nhà cửa người ta đang ngủ ngơi mình cũng khó lòng mà mình xin mình, mình, mình chú mưa được bây giờ lỡ vô tới đây rồi thì thôi mình nói một hai tiếng mình xin để mà mình có thể là mình chú qua cái đám mưa rồi mình đi cảnh nghèo khó thì đi làm ban đêm ban hôm vừa phải đối chọi với cái nỗi sợ. Đâu phải sợ tâm linh không đâu, còn có gai góc, còn có uh, những con rắn độc, những cái thứ mà nó có thể nguy hiểm tính mạng ấy. nhưng mà cũng phải ráng thôi chứ biết làm sao các bạn. Ông mới ông xin đi, ông nói là bây giờ tôi tôi uh, uh, lỡ đường, tôi đi bắt uh, rắn, bắt cò uh, lỡ tới đây thì mưa gió vậy xin với uh, quý vị là cho tôi được tá túc qua cơn mưa rồi tôi đi liền tôi không có phiền hà gì đâu cho tôi một cái góc nhỏ tôi ngồi tôi chú mưa được rồi tôi cảm ơn thì ông cũng gian giái ông chắp tay ông xá đàng hoàng ở trơn cái mưa mưa điểm đó mưa lớn lắm nha thì cái lúc mà ông ngồi là ông nghĩ là ngồi chỗ đó là mưa nó không có tạt tới nhưng mà một hồi sau á mưa nó càng ngày càng lớn thì dông gió nó làm cho cái chỗ của ông á, là bị ướt buộc lòng ông phải đi sâu vô phía bên trong đó. đi sâu vô cái phía bên trong các bạn ông vô bên lạ một điều là ông ngồi ngoài đây thì không sao nha mà ông sâu vô bên trong một chút xíu mặc dù mưa gió thì nó sẽ lạnh đó nhưng mà ông lại cảm giác cái lạnh này nó hơn cái lạnh mưa gió rất là nhiều và bắt đầu khiến cho ông hoang mang đến khi mưa lớn đó ông chịu suốt trong vòng 15 20 phút như vậy mà 15 20 phút này kêu bằng là ông rung mình hết trơn nó cái cảm giác nó kỳ lắm kiểu giống như là, là là, có cái dông linh nào đó đang ngồi gần và dòm mình vậy đó và với cái vẻ là tức giận lâu lâu ông mới nghe những cái âm thanh như là gầm gừ à, có điều lúc đó thì trời cũng có gầm cho nên là cũng cố gắng suy nghĩ theo kiểu là trời gầm chứ không phải là bị dông linh gừ cái được đâu 15 lăm hai chục phút sau thì cái 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 đám mưa nó tạnh nó tạnh theo kiểu là là, là tạnh cái đám lớn nha còn mưa lá nhắc, nhắc vậy nè thì ông chịu không nổi nữa rồi ông nói thôi phải đi mới được chứ bây giờ là không dám ở đây cho tự dưng ốc ác nổi đầy mình hết trơn mà, mà kêu bằng tóc của sao ót á giận luôn các bạn ông quýu 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 người luôn đến cả mà mà cái 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 rộng mà ông đem theo để ông đựng những cái con vật mà ông bắt được đó là ông quên luôn á ông đi ra tới ngoài cái cổng rồi ông mới sực nhớ ông sực nhớ rồi ông mới đi định là đi đảo ngược vô đó, ông định đi đảo ngược vô để mà lụm lụm đem về chứ không lẽ ông bỏ cái đó đó ông ra tới ngoài đó thì ông mới đi đảo vô ông bước vô bữa mấy bước các bạn ô nó sụ cái nhánh tre xuống các bạn ở gần đó thì nguyên cái hàng tre nhà nó sụ cái nhánh tre xuống ngay cái chỗ mà gần cái chỗ ông để mấy cái rộng đó nó sụ cái đọt tre xuống và nó ngồi trên đó ngồi trong ngóc thì nó tóc xỏa xuống mặt nguyên cái bộ đồ trắng cái mặt thì tôi nói nó bự bự gấp đôi cái mặt bình thường mình vậy đó nó dờ mỏng ông quýu quá quýu rồi ông la ớ lên một tiếng thì ông té cái bịch ông bò bò lết lết từ đó ông bò lết lết ra tới ngoài đường lúc đó là do là quá sợ rồi cho nên cũng không nghĩ tới cái việc mà làm phiền người này người nọ trên ông mới lợi ông đập cái vách nhà người ta thì người ta mới, mới, mới giật mình thức dậy người ta hỏi là ai ai ngoài đó người ta cũng nạt nọ người ta la mà lúc này thì ông đâu có trả lời được đâu ông cứng miệng rồi ông cỡ 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 ơ vậy đó cái người ta mới bước ra ngoài các bạn bước ra ngoài thì người ta gặp ông lây lết vậy người ta cũng hơi giật mình nhưng mà dòm kỹ lại thì người chứ không phải ma bởi vì cái nhà này nè là người ta hay bị cái giông hồn ở trong cái mộ đó nó ra nó nhát lắm bởi người ta cũng sợ nó khi mà ra gặp bóng bò lết vậy người ta cũng giật mình nhưng mà do là nhà mai là cái nhà này cũng đông người đi người ta xúm nhau ra người ta lấy đèn ra người ta thấy ổng ta mới kéo ông vô mình mấy ông bước nhẹp mà tội nghiệp quá người ta mới đưa ông vô nhà rồi người ta kêu ổng tắm rồi lau khô cho ổng rồi cho ổng bộ đồ khác để ổng mặc ông tư ông mặc vô rồi á ông điêu liêu liêu cái lưỡi trên đó. thì lúc đó đó các bạn ông mới kể lại được là tôi vậy như vậy đó mà giờ đồ của tôi còn đợi ngoài đó đó bà con thương tình ra ngoài lấy giùm tôi đó thì họ chẳng ai dám đi ra và mọi người nói là bây giờ phải đợi đợi cho tới sáng đi chứ cái chỗ chỗ đó là người ta không có dám ra lấy bằng đêm bằng hôm đâu mà ông đi bắt làm sao mà ông đi vô chỗ đó cũng hay vậy thì thật ra là giống như ông tư ông bị khiến các bạn bởi vì cái mộ á, của cái người đó là do là, là trước giờ cũng phá chứ lắm cho nên á là cái cái cái, cái người con á cái người con của cái, cái cái cái, người mà chết ở đó đó là người ta làm cái hàng rào người ta bít lại rồi ta bít lại rồi và cái đường đi ở ngoài đây á các bạn không thể nào người trong sớm là không thể nào dòm cho cái đường đi vô mà người ta nói không biết ông làm sao mà ông đi vô được trong chỗ đó cũng hay mà ông dòm thấy cái, cái cái hàng rào xong rồi ông thấy cái cửa không đóng nữa mới ngặt á còn đằng này á, là người ta là nó tối là cái cửa đó người ta đóng rồi, người ta không có cho ai vô chứ người ta biết chỗ này nhát mà dù cho là mở cánh cửa cũng chẳng ai dám đi vô, nhưng mà người ta đề phòng những cái trường hợp những người ở xa người ta không biết á, người ta cũng đóng bít rồi. <laughs> Vậy ra mà không biết làm sao nó khiến ông vô được trong đó là người ta thấy có một cái điều lạ rồi, nhưng mà tâm linh mà. Cho nên cũng chẳng ai thắc mắc gì nhiều. Cái <laughs> mê ở trong nhà đợi mà ông đâu có ngủ ngơi, ông tư đâu có ngủ ngơi gì được đâu. Một phần á Ông lo Ông lo cho bà Tư ở nhà lo lắng giờ này mà chưa về đó, Rồi ông lại lo thêm một cái nữa Là đồ mình để ngoài đó Rồi cái dông nó vậy Nó có ăn hết đồ của mình hay không Rồi cò Rồi Rắn ông bắt rồi đó Chắc chết, chết hết Sao ông buôn bán được Ông lo đủ thứ Thì đến khoảng giờ gần sáng á Thì cái người cháu trong gia đình mới chạy qua bển nói cho cái người con của cái người chủ nhà đó biết Nhưng mà lạ một điều á là đi mới có ra khỏi đi khoảng chừng là 15 20 thước khỏi cái nhà là thấy cái ông người con đó ông đi lợi rồi. Ông đi lợi ông mới đi vô ông nói là 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 nhà mày tối hôm hôm có ai lợi kêu cứu gì không? Ông hỏi một cái như vậy đó, làm cho cái người này giật mình Bởi vì dẫu sao thì từ khi ông Tư ông vô tới nhà đó Tất cả mọi người trong nhà đều uh, quanh quẩn bên cạnh ông thôi Chứ không có ai đi ra ngoài thì làm gì mà có người biết Chứ đâu phải nhà mà cặp cửa cặp cửa có nhau đâu nhà này cách đâu mấy chục thước mới tới nhà kia thì cái người cháu này mới nói ủa sao mà 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 chú biết hay vậy thì ông không có trả lời liền mà ông nói thôi đi vô nhà đi đi vô trong nhà tao nói cho nghe đó thì mới đi vô trong nhà lúc này cái người con mới kể nói là hồi tối đêm hôm á tôi đang ngủ ở trong nhà thì tía tôi về ông về mà ông đứng bên cái vách nhà ông nói với tôi á ông nói là có thằng thằng nó lợi chỗ tao nó chú mưa mà nó chú chỗ đó thôi đi. Nó xin tao chú ở chỗ đó mà nó lại chú uh, sát vô cái chỗ tao nằm. Tao là không chịu. Tao làm cho nó sợ đó. Nó bò nó lết nó gặp tao nó sợ nó bò nó lết nó chạy qua nhà của thằng uh, thằng ba kìa. Nó cầu cứu nhà thằng ba kìa. Còn mày á mày đi ra đó đi, mày kêu nó ra phải xin lỗi tao, năn nỉ tao tao trả đồ cho nó thì cái người con mới nằm và nghe cái lần đó thì tưởng là mình nằm mơ đó thì mới ngồi dậy ngồi dậy cái thấy vợ mình cũng đang ngủ vậy đó thì lúc này ông đã thức rồi nha ông thức rồi cái ông mới ngồi ông nói, ủa sao kỳ vậy không lẽ mình mơ mình, mà tía mình sao mà cỡ ổng lần ông sống cũng hiền mà sao giờ ông mắt ông ông mắt giờ linh hay sao không biết mà ông nhát quá trời nhát thì suy nghĩ trong đầu vậy thôi thì tóc ngang ông ở ngoài nói nữa các bạn ông lập đi y như vậy nữa giờ ông nói mày á à, sáng mày không đi liền mà coi chừng tao á à. Thì nói rõ cái câu đó rồi Thì cái người con biết tiếng mà linh cỡ nào mà Cho nên là đâu có dám Đâu có dám cãi đâu Mới nằm đó chờ chờ cho tới sáng lập tức chạy qua hỏi Đó thì khi mà nghe cái người con kể là vậy Là biết cái mức độ mà linh của cái ông đó cỡ nào rồi Đó hôm qua ông mới nhờ ông Tư Ông nói bây giờ tôi nói anh nghe Sáng á Tôi cũng À, mà nãy giờ tôi ngồi nói chuyện là cũng biết là anh nghèo khó cho nên là anh mới đi làm những cái việc uh, ban đêm ban hôm mà cực khổ như vậy thì thôi tôi chuẩn bị đồ cúng ở nhà rồi tôi kêu vợ tôi chuẩn bị rồi à, rồi sáng á chút xíu nữa đi rồi vợ tôi nó đem qua rồi anh đi cùng vợ chồng tôi rồi đi vô trong đó anh khấn vái đi rồi uh, trả đồ lại cho anh à. lúc đó ông tư cũng sợ các bạn bởi vì ông sợ theo cái trường hợp giống như hồi trước á cái dòng theo ông để mà mà về tới nhà của ông ông cũng sợ lắm có điều ông nghĩ á bây giờ mình mình bỏ mình về thì cái dòng đó đã nói như vậy rồi mình bỏ mình về thì không chừng người ta còn theo mình dữ hơn nữa cho nên là ông mới đợi cho tới sáng thì cái gia đình nó cũng tốt bụng mới cùng với lại ông tư với cái người con đó mới đi trong đó cúng thì ông mới vô khán giá là ông nói là tại vì mưa gió nó nó ướt quá rồi tôi chịu không nổi cho tôi mới lợi chỗ đó tôi mạo phạm tới cái chỗ nằm của ông thì thôi bây giờ ông 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 thông cảm ông tha cho tôi đi ông cho tôi thấy lại mấy cái chỗ à, tôi bắt hồi tối đi đó vậy đây các bạn mà cái lúc mà mọi người đi ra người ta cố ý người ta dòm rồi người ta dòm coi là là, là là cái rộng của ông tư nè ông để chỗ nào thì tối hôm hôm ông diễn tả ông để trên cái chỗ mổ gần cái chỗ ông ngồi á nhưng mà người ta vô người ta dòm người ta không thấy ta cúng kiến xong rồi nha thì bắt đầu mới đi kiếm kiếm thì mới kiếm mới thấy là thấy nằm trong mấy cái góc tre các bạn cỡ đó đó để đó đó mà không không có nào chết chứ, nghe bình thường hết trơn ông tư cũng mừng quá này cái ông mới mới, mới lại em cảm ơn xong rồi ông về đó thì khi mà ông về nhà rồi đó ông mới kể cho bà tư nghe nhưng mà ông về tới nhà rồi qua hai ngày sau ông bệnh kêu bằng là đâu cả tuần lễ các bạn không hết thì bà tư thấy như vậy mới, 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 đi lên cái chỗ của cái người mà người con nè mới hỏi mới hỏi thì cái người con này mới nói như vậy nói là cái hôm á mà ảnh đi về rồi đó thì trưa bữa đó tôi ngủ tôi 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 tu, thấy tía tôi ổng về ổng nói nữa ổng nói là tao tao tha cho nó nhưng mà tao phải làm cho nó bệnh 10 ngày tại vì nó lợi nó ngồi nó ngồi trên mình trên mày tao tao không chịu ta phải làm cho nó bệnh cả 10 ngày người ta mới chịu đó thì cái người con trong cái vía vẫn năn nỉ là tía ơi người ta nghèo khó người ta không biết chứ phải người ta biết người ta cũng không có dám đâu thì nhưng mà ông không chịu thành ra đó là cái người con nè là mới đi ra cùng với bà tư đi ra ngoài cúng mà xin thêm lần nữa thì lúc đó mới hết qua ngày sau ông tư mới hết các bạn thì giờ cái bà tư bà mới nói với ông tư thôi anh đừng có làm nghề này nữa anh làm cái kiểu này á, em ở nhà em ngủ ngơi không được em bệnh hoạn còn 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 khổ thêm nữa rồi anh lỡ như anh có cái gì rồi con cái và em mà sao ông tư thế vậy nói thôi bây giờ cái nghề trên bờ á thì kể như là không có làm được rồi thôi bây giờ bữa trước á, do là cái chuyện nhà mình nó tôi có cái bệnh hoạn này nọ nè rồi ông bác bảy em có qua ông thăm tôi có cởi sơ cho ổng ổng nói là ổng có chiếc xuồng dư ông vừa bán vừa cho rồi đi theo ông dân câu thả lưới em thấy làm sao thì lúc đó cái bác tư gái cũng biết là ông cò bảy cái nhà ông cò bảy thì nào giờ ông làm cái người đó quen rồi ông làm người đó ông sống mà cho nên là cũng rất là tin tưởng ông cò bảy mới nói là thôi bây giờ anh khỏe là đi rồi tính thì sau đó đó ông cò bảy cũng đi qua và làm đúng như cái lời hứa của mình là bán chiếc xuồng cho ông tư với cái giá là vừa bán vừa cho mà không cần phải trả tiền liền nữa đi màng đi từ từ có tiền trả ông từ từ. Thì cái kiểu này là ông còn bảy ông giúp đỡ rồi mà thêm một phần là ông nói là trước hết mày khoan hả đi một mình, mày đi xuống xuồng của tao nè, tao với mày đi chung, rồi tao mày chia, tao chỉ cho mày cách thức này nọ. Cái bác tư ông mới nói là nếu mà như vậy thì thì thì, thì thiệt cho bác bảy quá. Đây chỉ nghề cho con rồi mà còn con đi theo con được chia tiền này nọ nữa cái ông còn bảy ông nói trời ơi mày dân cũng làm lụng vất vả cũng quen với cái nghề sông nước thì chỉ mày ít ngày là xong chứ nhiêu đi cho có tiền về lo con cái mày nó thôi nó nhiều nó đi với tao thì cái tình quê nắm mát, mát lắm các bạn sau đó ông tư mới đi theo ông bảy thì đi theo ông bảy á ông chỉ rất là nhiều luôn coi chừng là ông biết cái gì là ông chỉ cái nấy đó và ông nói là khi mà mày không biết cái gì á làm nửa chừng mà không nhớ hay là cái gì đó mày cứ kêu tao rồi ông còn chỉ những cái điểm những cái điểm những cái chỗ mà à, ngon giống như là có cá nhiều này nọ đó Để mà chỉ cho uh, bác Tư Thì có một cái lần là hai người mới đi qua cái chỗ đó là gần một cái cây kêu bằng cái cây búng cả nhà Hai uh, bác cháu á cột xuồng vô này nọ là ông thả lưới xong hết trơn rồi Cây đang ngủ hai người nằm nghỉ ngủ Đợi cho tới giờ đi thăm câu Nằm nghỉ ngủ như vậy cái nghe cái tiếng cười cười kêu bằng hai ba cái tiếng cười nghe cười hí hai hí hửng cười nhảy giống như là đang nhảy múa mà cười đó cái bác tư ông mới nghe đi mà trên đó là có nhà gần gần đó là có nhà hết á thì bác tư mới tưởng là nhầm khi con cháu nhà ai uh, nửa đêm nửa hôm mà sao nó không ngủ mà ra đây nó, nó cười nó giỡn ông mới bật ông ngồi dậy ông bước ra khỏi cái mùng đó trên xuồng mà cho nên là ông ông ngồi ông lết ra ông lết ra thì ông mới thấy á là một đứa thì đứng ở dưới cái cái đầu mũi xuồng còn một đứa thì đứng ở trên uh, bờ còn một đứa thì đứng ở trên cái, cái đầu cái, trên cái cây búng á thì ba đứa nó nhúng nhảy nhúng nhảy nó cười hát 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 nhảy nhưng mà ma nó phải người các bạn ba cái bóng ma luôn mà có nít không ông mới giật mình đi ông giật mình ông Thế gì thấy ghê trời trời thì nó nó súng nhau là nó giờ mỏng ba đứa ba, ba ba vị trí mà nó giờ mỏng làm cho ông sợ quá ông bò 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 vô trong ông đập đập đập, đập ông, ông cầu bảy ông cầu bảy ông bước ra thì ông vẫn thấy các bạn nhưng mà ông đâu có sợ ông mới cầm cây rầm ra ông cầm cây rầm ra ông đập dầm 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 xuống nước vậy đó nha cái nó biết ông không sợ cái nó nó mất tiêu nó không nhát ông đó thì ông cò bảy á, ông mới nói là nè mai mốt bay đi màng á thì thế nào cũng gặp những cái trường hợp như thế này nhưng mà nhớ lời của tao dặn nè cỡ nào cỡ nha thấy hiện tượng tâm linh mà nó làm dữ dằn á là mày không được nhảy xuống nước nha cỡ nào cũng bám trên xuồng nha rồi bơi vô trong bờ đi, rồi lên trên bờ rồi, 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 rồi tính. Thì kinh nghiệm của ông Cầu Bảy, ông nói với lại ông Bác Tư như vậy. Các em Bác Tư ông nghe, thì trong suốt một năm trời, ông làm cái người uh, uh, sông nước này nọ cũng xung quanh dưới đó không à. Không có đi xa. Nó thì thấy là thuần thục quen nghề rồi. Và cái việc mà tâm linh này nọ chút đỉnh chút đỉnh á, thì nó ít nghe các bạn. Nhưng mà có một lần là sau đó ông mới đi... Uh, thế cái tháng nước đó là nước nó đổ quá thì năm nước có năm này năm khác cái năm đó thì nước nó, nó, nó siết quá đi cho nên là không có thả lưới giăng câu ở cái khu vực chỗ mình được đến cả ông cầu bảy cũng phải đi chỗ khác mà nhưng mà khi mà rủ ông bắc tư đi á thì lúc đó nó xui một cái là ông bắc út cũng bệnh nữa cho nên là không có đi đợi ông cầu bảy ông đi trước rồi sau đó thì bắc tư ông mới đi theo thì cái hôm đó ông đi mà cái kiểu giống như một lần á các bạn thời điểm đó là bơi bằng tay á chứ chưa có, có có tiền để mà mua cái cái máy như người ta mà mà chạy kịch uh, kịch dưới nước đâu bởi vậy là ông cầu bảy á ông đi trước và ông đi tới chỗ uh, ông là không hành nghề rồi còn riêng ông Bắc tư á thì ông bơi thí dụ như ông bơi phải là, là là là, kiểu mà hai ngày mới tới á thì ông bơi mới có ngày à ông mới cột xuồng vô ông cột xuồng vô mà theo những cái tính tiết kiệm cái tính cần mẫn cả nhà thôi bây giờ mình cột xuồng, mình mệt quá mình chịu hết nổi mình không bơi nổi nữa thì đêm nay cũng mở cũng ngủ cũng mở không mà thôi thả bậy mớ câu. Rồi rồi, rồi, rồi sáng thức sớm sớm một chút rồi gỡ được con nào hay con nấy rồi bơi đi tiếp. Đó thì ông mới đem ra ông thả. Mà cái số các bạn cái số nó cũng có cái cái cái, 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 cái viên âm mà nó dính tới cái việc tâm linh này nọ cho nên là ông tư cũng gặp nạn miết. Thì cái lần này á ông kể tới, tới ông ông, ông bác hai á, ông nói là là cởi tới đây là lúc đông, ông cởi cho bà ông nghe là ông khóc luôn các bạn, là thả câu rồi thả lưới rồi, xong mới vô, vô nằm ngủ, nằm ngủ xong cái ông mới thức sớm đi, cỡ hai giờ trưa ông thức, ở hai giờ, giờ sáng ông thức dậy ông ra ông gỡ, thì ông ra ông gỡ thì dính cá cũng bộn nghe các bạn, dính cá khá là nhiều á, ông mừng quá mừng đi giống như là vô tình phát hiện được một điểm cá nhiều thậm chí nếu mà cá nhiều thế này không cần phải đi đến chỗ ông cò bảy ở đây vẫn làm được cái ông mới gỡ ông gỡ 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 như vậy một hồi thì nó vô tình nó dính cái 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 máng câu của ông đó, nó, nó, nó dính gốc ở dưới đi mà chỗ này thì nước nó không quá sâu tại vì lúc ông thả xuống ông, ông, ông canh được cái mặt nước sâu thôi cái người ông cả năm trời rồi ông biết lúc mà ông thả xuống đó các bạn thì ông biết là sâu cạn như thế nào khoảng bao nhiêu thì nó, 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 tương đối ông thấy là không có sâu quá mà bây giờ nếu mà bệnh hoài thì nó đứt đứt mắt luôn cả cái luồng câu phía sau ông mới tiếc thay vì người ta thì người ta bỏ các bạn còn ông thì ông 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 tư ông tiếc trời cái này cũng tiền bạc không còn lo cho con cái vợ con ở nhà thành thử ra mới tiếc tiếc nhưng mà nhảy xuống tiếc rồi ông ấy nhảy xuống các bạn ông nhảy xuống rồi ông ấy gỡ cái đó xong rồi nha ông leo lên trên xuồng ông gỡ thêm cỡ chừng đâu đoạn đâu cũng 5-6 thước gì nữa đó, thì ông mới nghe một cái rào, một cái rào từ cái phía mà ở trong mấy cái bụi uh, kêu bằng mấy cây sậy á, Gặp mấy bờ á, nó làm một cái rào ra nó nhảy xuống cái tấm nha, ma da các bạn, ông quay mặt là ông dòm kịp, ông thấy đen cục thù lùi nhảy xuống, thì ông cũng hơi là quen quen với cái việc mà nửa đêm nửa hôm mà bị ma nó nhát rồi và cái kiểu này là ma da rồi thế như vậy thôi ông kéo ông kéo lớn kéo dài 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 tới ông kéo lại lại lẹ ông phân lại lẹ tới thì cách đoạn đó khoảng chừng là 100 thước rồi cũng như gần hết cái đoạn lưới của ông cái đoạn lưỡi câu của ông rồi thì nó lại mắc vào trong một cái góc nữa các bạn nếu như mà là người ta là người ta bỏ rồi chứ ai mà dám Thí dụ như cái ban đầu thì ông dám đi còn còn đỡ đỡ đi còn cái đoạn này nè đã ông đã thấy là cái con ma da nó nhảy xuống vậy rồi mà tới đây là tuy là cách chăm thước nhưng mà ai dám nhảy xuống. Ông mới suy nghĩ suy nghĩ hoài ổng tiếc nó nãy mình lặn không sao thì bây giờ không có sao, tại vì hồi nãy mình lặn thì gần cái chỗ ma da, còn bây giờ là mình cách ra cái trăm thước rồi. Thì ông mới nhảy xuống ông lặn các bạn. Ông lặn ông gỡ ông vừa trồi lên được có chút xíu nắm chân ông mới lôi. Ma da. Nắm chân ông mới lôi. Nó lôi ổng thì nó gịch nó gịch ông á thì cái tay của ổng á các bạn. Ông cầm lúc mà ông ông cột cái sợi dây á ông cột một cái ông cột vô cái trong một cái cái mạng xuồng đó, để giữ cố định đó ông lặn xuống mà chứ chơi thấy ở trên đâu có người dịnh đâu thì nhờ ông cột cái đó chắc cho nên là ông lặn xuống ông mới chụp được cái, cái cái cái, cái, sợi dây là nó lúc lúc đầu ông đâu cá thước rồi đó ông mới chụp được cái sợi dây đó đó ông mới ghi gị ghi, ghi ghi lên à, ông ghi ghi lên ông mới chụp được vô cái be xuồng mà ở dưới nó nắm cái chân ông nó gịch hoài các bạn nó lạnh buốt mà cái chân ông bắt đầu tê rồi ông mới la làng la làng lên cứu tôi cứu tôi la quá trời la thì lúc đó nó cũng may mắn là ở trên đường cách đó cũng chừng là dài ba chục thước có cái nhà người ta ở đi mà người ta cũng thức sớm cho nên là người ta nghe người ta mới la lên phụ xúm nhau người ta nhảy xuống người ta đông người đó không mà da nó không dám người ta, 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 ta bơi xuồng người ta nhảy xuống người ta kéo ông lên thì kéo ông lên rồi cái chân cũng là không nhúc nhích được tê ra rồi có cái quằn đó các bạn cái quằn nhớt không ở chỗ cái, 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 cầm chân không thì người ta mới nói là ông này là thuộc cái dạng là mạng lớn nè chứ mấy ông chết rồi mà da kéo mà còn mà còn, còn đu được sợi dây mà kéo lên trên cái lần đó là kêu bằng bao nhiêu người ở đó cũng ngời sông nước thôi mà người ta nói thôi anh về đi nếu như mà anh đi mằng đầu tiên á anh chuẩn bị đi mằng ở chỗ mới á mà anh đã bị vậy thôi anh về đi anh đừng có đi nữa anh đi nữa là anh gặp nạn á ông tư ông mới nghe ông mới bơi về Ông về tới nhà rồi ông kể cho bà Tư nghe rồi đó các bạn Ông kể ra vừa xong là kiểu như là đầu ông hồ liền Thì sau đó đó Ông đâu có đi mặn được cái nghề đó nữa đâu Bà Tư cũng đâu có cho đi đâu Ông cầu bảy cũng nói thôi mày đừng có đi nữa Mày quá khứ là là, là chuyên âm bây giờ mời thầy bà về cắt chuyên âm cho mày hay sao đi Thì ông Tư không biết làm sao Cái lúc đó ông về là cỡ chừng là 3 tháng trời các bạn Mời thầy 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 tới tới, tới nọ nhưng mà ông cần ngơ ngơ vậy đó Giống như cái kiểu cái người mà quên trước quên sau nhưng người bị lặng á rồi thanh rành ra ông đi mặn cũng không có được luôn thì bao nhiêu gánh nặng lại đè lên trên vai của bà tư ông cầu bảy hay là nhà hàng xóm Ta giúp đỡ phần nào đó thôi đó, thì cũng may á rồi cũng như cái nạn nó qua rồi á thì nó có cái phước nó tới các bạn thì ông bắt út á ông lại khỏe lại ông khỏe lại rồi hai anh em á mới thấy là, là, là cái tình hình tía mình vậy đó thì sau đó cả năm trời luôn ông tư là kêu bằng là giống như người lặng vậy đó mà chị thầy bà là chị không hết thì sau đó nữa nha thì sau năm đó rồi đó bác úp bác hai rồi đi màng rồi đi màng mụn rồi cái vất vả của bà tư nó đỡ lại rồi thì cũng may mắn hai người do là thật thà rồi đi màng cho cái ông chủ ở gần đó đó thì ông thương ông thương ông mới quý ông mến đi tại vì làm thiệt thà này nọ đó rồi siêng năng ông mới cho một khoản đất để mà làm sau này chia lại với ông kiểu mà làm theo kiểu là ăn phần trăm á thì nhờ có cái đó là cái bước điểm để hai anh em làm cái bằng sau này là khấm khá lên Nhưng mà thời điểm đó, đó có tiền rồi đó là cái việc đầu tiên bác Hai với bác Úc là đi mời ông thầy Mời đến cái ông thứ ba thì cuối cùng mới được Cái ông đó về ông chị nhưng mà cũng vài tháng sau mới hết nha Thì sau đó ông Tư mới trở lại được bình thường được các bạn Và từ đó thì bác Hai và bác Ba, bác Úc là không cho ông Tư làm cái gì hết chỉ cho ở nhà thôi thì sau này ông chỉ có chăm sóc cái vườn ở phía sau này nọ là lặt vặt lặt vặt thôi à, hiện tại thì ông tư cũng thì bây giờ là như lớn tuổi bị lặng nha các bạn chứ không phải là ảnh hưởng từ cái, cái, cái thời điểm đó cái mà lúc mà mời ông thầy đó ông giỏi cái ông làm hết trơn rồi không có còn viên âm như này nữa với lại ông tư cũng đâu còn phải vất vả ngoài mưa ngoài gió đâu đó thì, nhưng mà bây giờ thì ông tư kiểu ông lớn tuổi quá ông cũng hơi lẳng con cái là bác hai á rất, với lại bác út á thì hai anh em rất là hòa thuận và uh, chăm sóc hiếu thảo với ông tư rất là nhiều thì đây là một cái điều đáng quý rồi uh, bác hai cũng có nói đó là khi bác đi màn thời điểm gần đây này nọ đi màn lớn tuổi nè uh, đi màn giống như cái, cái tuổi của ông tư hồi trước đi thì đi màn đi ra ngoài trời gió chút xíu hay là, 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 là nắng no chút xíu là mệt chịu không nổi rồi còn tía mình hồi xưa nửa đêm nửa hôm mưa giông gió rét lặn lội cực khổ biết bao nhiêu thì ông mới thấm thía rất càng ngày càng nhiều chứ không phải là càng ngày càng vơi đi đâu các bạn. À, rồi thì qua cái câu chuyện này á của ông Bác Hai thì cũng thấy được um, cái sự cực khổ của cha mẹ khi mà con cái và gia đình gặp khó khăn. Cho nên là con cái cũng cần phải cố gắng và trong câu chuyện này cũng nhờ những sự cố gắng những sự thật thà mà uh, Bác Hai và bác Út gặp được con sự may mắn của một cái người người ta thương ở Hiền Gặp Lành. Rồi, câu chuyện đến đây là kết thúc. Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.